Xin chào tất cả các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Truyền thông Công ty ProSa Việt Nam. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay lại với chuyên mục tìm hiểu, phân tích và review về sản phẩm. Và sản phẩm ngày hôm nay sẽ là một sản phẩm hơi đặc biệt một chút các bác nhé. Mọi hôm thì chúng ta thường là hay xem với những dòng loa karaoke đến từ những cái thương hiệu khá là nổi tiếng rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì sẽ là một dàn loa mà gọi là chuyên dành cho sự kiện. Một mã loa Lairay cao cấp. Và mã loa ngày hôm nay muốn giới thiệu cho các bác đó chính là PCS110L Lairay đến từ thương hiệu Focustic Pro Audio Germany. Và ngày hôm nay thì hai tay Lairay này em đã tháo trước về mặt lưới của em bên dưới ra rồi, để cho các bác có thể hình dung rõ hơn về thiết kế sơ qua của chiếc loa này. Thì với PCS110L chúng ta sẽ có một driver bass với kích thước là 10 inch ở đây các bác nhé. Đó, và toàn thể tổng thể tất cả cái thiết kế đây các bác có thể ngó qua. Đó, ngó qua một vòng để có thể xem về cái độ hoàn thiện cũng là về cái thiết kế cấu tạo của em loa này. Theo như cá nhân em đánh giá thì đây là một trong những dòng loa Lairay với một cái kích thước khá là nhỏ gọn, cho nên là nó sẽ phù hợp với đại đa số những cái không gian vừa và nhỏ. Chúng ta sẽ có một cái mặt lưới đặc trưng của Focustic với những họa tiết oval và logo Focustic Pro Audio Germany được đặt ở góc giống như là series Q. Và ngay bên cạnh hai mặt lưới các bác có thể thấy đây là hai chiếc đai của chúng ta được vít vào luôn bên trong cái vỏ thùng này, nên là chúng ta sẽ có hai cái đai được làm bằng kim loại nguyên khối. Em không biết là làm bằng kim loại gì đâu, bởi vì sờ qua này thì có lẽ là không thể nào mà biết được, có thể là bằng thép hoặc là bằng sắt hoặc là cái gì đấy. Nhưng mà đại khái là về cái mức độ hoàn thiện của từng chi tiết nhỏ trên những cái đai này nó đều rất là ok các bác nhá. Sờ vào gọi là mượt mà, không có một tí gợn nào luôn. Toàn bộ những cái chi tiết từ những cái chốt vặn này cũng như là những cái đai này, những cái lỗ này thì đều được hoàn thiện ở độ tỉ mỉ cực kỳ cao các bác nhá. Nếu như các bác có thể trải nghiệm trực tiếp dòng sản phẩm này ngay tại đây thì các bác sẽ dễ để hình dung ra được về cái độ chắc chắn của em nó. Đó. Về mặt bên thì chúng ta sẽ đều được bố trí tay cầm, bởi vì đây là Lairay nên hoàn toàn không có ốc để treo để làm gì đâu các bác nhá. Chứ nếu mà chúng ta muốn treo Lairay thì sẽ phải có cái giá riêng biệt của hãng. Đó. Và đây là mặt sau. Bên này thì cũng chỉ có tay cầm thôi các bác nhá. Về mặt sau thì nó sẽ có khá là nhiều những cái chi tiết so với những cái dòng loa thông thường, bởi vì đây là Lairay là thường là mặt sau chúng ta sẽ có thêm cả một cái hệ thống gọi là chốt góc mở. Chốt góc mở ở đây nghĩa là sao? Ở đây chúng ta sẽ chốt góc mở giữa hai cái loa để cho nó có thể tạo được cái độ cong. Khi mà tạo độ cong thì góc phủ nó sẽ rộng ra. Khi mà các bác thay đổi một nấc thì nó sẽ góc phủ nó sẽ tính theo gọi là một độ. Về mặt bích bên này, mặt bích bên này sẽ có tất cả những cái thông tin mà chúng ta cần, những cái thông tin cơ bản thôi để có thể tính toán được về cái cách sử dụng cho chiếc loa này. Mã loa, logo Focustic, made in Germany. Toàn bộ Lairay của Focustic thì sẽ đều được làm tại Germany các bác nhá, sản xuất 100% tại Germany luôn. Ở đây công suất chúng ta sẽ có 450W RMS, 900W program và 1800W peak với trở kháng là 16 ohm. Phía dưới chúng ta cũng sẽ có những cái đường input speak on cũng như là series riêng và mã QR cho sản phẩm. Đó là tất tần tật về thiết kế bên ngoài. Theo như cá nhân em đánh giá thì về độ hoàn thiện, chiếc Lairay này có độ hoàn thiện rất cao, cực kỳ cao luôn. Và đây, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục khám phá thêm về bên trong các bác nhá. Ở phía bên trong thì chúng ta sẽ có cấu tạo từ một driver bass và ở phía bên trong này là hai driver chép. Toàn bộ đều được làm bằng từ neo. Lát nữa khi mà em mở hết tất cả các chi tiết này ra để cho chúng ta có thể thấy được cái độ chất của những cái driver bên trong. Còn ở bên ngoài thì trước hết ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy họng chép. Họng chép này là họng chép kép và các bác nhìn thấy đây, những cái độ hoàn thiện rất là chất. Kế đến thì ở bên driver bass thì chúng ta sẽ có một cái thanh nẹp được chắn giữa driver ở đây. Có lẽ là nhiều bác thì sẽ thắc mắc là cái thanh nẹp này chắn ở đây để làm cái gì. Đó, ở cái thanh nẹp này chúng ta đều có in logo cũng như là web này. Thì cái tác dụng của cái thanh nẹp này nó sẽ giúp cho cái hướng phóng ra của chiếc loa bass này nó có góc. Và khi chiếc loa bass này nó có góc, nó sẽ thay vì bình thường nó phả thẳng ra, nó sẽ phả lên phía trên. Khi mà phả lên phía trên thì cái thằng này nó lại phả ở phía dưới. Đây các bác hình dung nhá, thằng này phả ở phía dưới, thằng này phả ở phía trên đúng không? Hai thằng nó đi chéo vào nhau, nó cộng hưởng và nó sẽ giúp cho cái âm thanh của chúng ta nó được đẩy đi xa hơn và nó mạnh hơn. Đây là những cái thiết kế dành cho những cái mẫu Lairay cao cấp. Ở bên phía bên cạnh đây chúng ta cũng sẽ có hai lỗ thông hơi.
driver bát đây thì các bác đều có thể nhìn qua là gân vải cũng như là màng giấy của chúng ta thì đều được tẩm dầu toàn bộ 100%, kể cả đến cái nón bên trong đây. Và có lẽ là để hình dung cụ thể hơn, em sẽ tiếp tục tháo driver này ra để cho các bác cùng chiêm ngưỡng. Ok. Đây, trước hết thì đây cái thanh nẹp của chúng ta đây các bác nhá. Đây, về lý do vì sao nó có thể mở được góc phủ thì các bác có thể nhìn về cấu tạo bên trong. Đó, nó sẽ có những cái gồ này để nó tạo góc mở cho cái loa bát. Và cái tấm này cũng đều được gia công nguyên khối bằng kim loại. Khi mà mở ra đây các bác có thể nhìn rõ hơn về driver bát. Driver bát ở đây chúng ta sẽ được cố định tổng cộng là 8 con ốc. Thì ở đây là 4 con ốc em vừa tháo ra, rồi em sẽ tháo nốt 1, 2, 3, 4 chiếc ốc còn lại nữa để chúng ta có thể mở ra để có thể ngó nhìn nội thất bên trong. Ok, và đây là driver bát của chúng ta các bác nhá. Đây, chắc là cho ở đây các bác sẽ nhìn cụ thể hơn toàn bộ về driver bát của chúng ta. Đó, đằng sau đây nhá các bác nhá. Và đây là từ neo của Staten Germany với mã hiệu là STG10L. Đó là mã hiệu dành riêng cho PCM10L. Đó, đây các bác nhìn toàn bộ về chi tiết rất là tuyệt vời. Và kế tiếp em sẽ tháo đến củ trép này. Đây, họng trép của chúng ta đây. Đó, các bác thấy gấu không ạ? Quá là tuyệt vời luôn. Ở đằng sau này chúng ta sẽ có hai driver trép, và hai driver trép này đều là được làm từ neo hết. Đó, đều là của Staten Germany các bác nhé. Và mỗi driver này sẽ có công suất AS là 50W. STG45NB đó là mã hiệu của sản phẩm này, sản xuất bởi Staten Germany. Đó. Và toàn bộ những cái chi tiết, toàn bộ những cái chi tiết đều được làm rất là tỉ mỉ và cẩn thận. Nói chung là các bác nhìn nữa là các bác đủ biết về cái độ chất rồi. Đó. Đây. Và đây là cận cảnh về bên trong thùng ốc của chúng ta. Đây các bác có thể thấy đây, toàn bộ về cái cận cảnh, cái nội thất của chúng ta phải gọi là không biết phải nói từ gì bây giờ nhỉ. Đối với những hãng âm thanh trong lĩnh vực Pro Audio thì như các bác có thể biết, những cái dòng sản phẩm Live Array thường là một cái gì đó mà họ gọi là rất là tự hào và gần như là đầu tư rất là nhiều những cái tâm huyết để nghiên cứu cũng là cho ra những cái sản phẩm Live Array chất lượng. Và đây, For Acoustic thì cũng không ngoại lệ các bác nhé. Và đây là lớp vỏ PCM110L, nó dày, nó phải dày gấp đôi so với những cái dòng loa coi suộc luôn. Quá dã man. Vỏ dày dã man mà bên trong này bông các bác có thể thấy. Cái bông này nó làm em cảm giác nó còn cẩn thận hơn cả những cái dòng coi suộc cơ. Cảm giác là làm nó tỉ mỉ, cái độ tỉ mỉ nó lên rất là nhiều. Mặc dù là những cái dòng coi suộc thì chúng ta đã thấy một cái độ tỉ mỉ khá là xuất sắc rồi, nhưng mà nhìn vào những cái cấu tạo bên trong vỏ thùng của PCM110L thì còn thấy nó tỉ mỉ hơn gấp bội nữa cơ. Đó. Và đây bên trong là phân tần các bác nhé. Phân tần thì em nói là thực sự quá đẹp luôn. Đây, để em zoom vào bên trong. Đây các bác có thể thấy là bên trong phân tần này. Đó, từng cái cuộn cảm, từng con tụ đều được sản xuất bởi Staten Germany. Đó. Đó, các bác có thể thấy dây này. Dây của em nó thì rất là dày, đều được vuốt thiếc hai đầu, kể cả bốn cái dây ở bên họng thép cũng thế, bốn cái dây bên họng thép cũng đều được vuốt thiết hai đầu. Đó. Quá thế đẹp không ạ? Quá tuyệt vời luôn. Và vừa rồi chúng ta đã vừa chiêm ngưỡng qua về ngoại hình cũng như là nội thất và cấu tạo của Live Array For Acoustic PCS110L. Và có lẽ đây cũng là dòng Live Array mà có một cái mức doanh số bán ra nhiều nhất của nhà hãng For Acoustic, bởi vì với kích thước rất là nhỏ gọn nhưng mà mang lại cho chúng ta một hiệu năng rất là cao và cũng phù hợp với rất là nhiều những mục đích sử dụng. Đối với dòng Live Array này thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cho những sự kiện vừa và nhỏ cũng như là hệ thống hội trường, tiệc cưới. Và ngoài ra đối với những tay Live Array mà có từ 3 đến 4 tay đổ lên thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng làm loa main cho những hệ thống âm thanh bar club vũ trường. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua lại một vài những cái đặc điểm cũng như là về thông số kỹ thuật chi tiết trước khi đi vào trải nghiệm qua
về chất âm của hệ thống Lyray PCS-110L khi mà đi vào những cái công trình thực tế mà ProSound đã lắp đặt trong thời gian gần đây. Xin cảm ơn những tràng pháo tay của tất cả quý vị rất nhiều.